Tốt Cảm Kiếng, em xin kính chào toàn thể các bác nhé. Đấy, hôm nay em sẽ quay cái cạm 9 cm bên em. Một thời gian vừa rồi em cũng lười quay cái cạm 9 này, cạm 9 bẫy chuột. Đây là một cái đơn hàng một bác khách đặt 500 cái. Đấy. Bây giờ bên em đang chuẩn bị để đóng gửi đi cho cái bác khách này, 500 cái cạm 9 này. Tìm Thùng này cho vừa vào nhỉ? cái thùng này chắc là vừa đấy. Đây đây, năm nói không sai nhé. 500 cái cạm 9. Bác khách này ở Thanh Hóa, bác khách quen mua về, bác ấy mua về đi bán nữa sao ạ. Cạm chín bên em thì đảm bảo với các bác là cạm mà đột hai khuy nhé, rất là chắc chắn, đột hai khuy rất là chắc chắn và làm từ sắt và thép, nên là đảm bảo với các bác cái cạm này không bao giờ hỏng nhé, không bao giờ gãy. Các bác cứ đánh có mà hàng chục năm không lo hỏng. Nhà em đi test rồi đấy ạ, test quay những video cho các bác xem. Cạm chín, mẫu cạm chín này thì có hai loại nhé, một loại mẫu tròn này thì các bác hay đánh thông dụng, và cũng có một cái loại mẫu tay cầm. Mẫu tay cầm thì đây là em quay cái đơn hàng của bác khách đang chuẩn bị đóng gửi hàng đi, nên đâm ra là em không cầm cái mẫu cạm chín có tay cầm. Bên em lúc nào cũng có nhé, hai cái mẫu này, cạm chín tròn và cái mẫu có tay cầm. Trước khi đi gửi đi cho khách thì bên em thường thường là sẽ giải ra và kiểm tra từng cái một, nếu có méo mó hay là có chẳng may nó có bị méo hay là trong cái lúc vận chuyển nó có bị làm sao cái cạm thì bên em cũng loại luôn rồi ra rồi các bác nhé, nên các bác yên tâm khi các bác nhận hàng được kiểm tra hàng, kiểm tra đúng như hình này, như video em quay này, chiếc cạm nó đảm bảo chất lượng thì các bác mới phải nhận hàng nhé. Đấy. Cạm bên em nhỏ nhất từ cạm 9 cm cho đến những size to như 12, 14, 16, 18. Và những cái size mà cạm xoắn to hơn nữa thì có 22, 25, 27, 30, 34. Đấy. Bên em cung cấp đầy đủ các size cạm, các bác muốn mua size nào cứ gọi điện ở số điện thoại em ghi ở góc màn hình thì em sẽ tư vấn, và những cái size nào các bác cần đánh những con thú tầm bao nhiêu cân thì bên em cũng sẽ tư vấn cho các bác nhé. Đây là size cạm 12 này, rất là đẹp cạm bên em, vì đảm bảo các bác đưa đến cho các bác chất lượng cạm loại 1, dày dặn, tròn vanh, khít răng và đảm bảo là sẽ hạn chế gãy nhé. Đấy, đây là cái size cạm 14 đây. Cạm lúc 10, à đây là 16. Vâng, đây là 14. Đấy, 12, 14, 16. Đấy, cạm nhà em cũng là 10 cái như cả 10, và từ các size cạm đều như nhau nhé, đưa đến chất lượng cạm loại 1 nên là rất là giống nhau. Cạm là toàn là sắt và thép nên là rất hạn chế gãy, và đảm bảo như cái cạm chín này thì đảm bảo các bác là hoàn toàn là không gãy nhé. Các bác cứ vứt thoải mái, quăng quật thoải mái cũng không gãy. Cạm chín thì các bác đánh những con chuột từ 1 kg đổ về, cạm đảm bảo thì các bác có thể đánh những con chuột nó giữ chân con chuột từ 1 kg đổ về nhé, rất là chắc và khỏe. Nhà em đi bẫy đi đánh quay rất nhiều video đưa đến cho các bác rồi đấy ạ, đi đánh thực tế cũng có. Mẫu cạm chín này, cạm chín này thì các bác đánh thì không phải dùng mồi, các bác chỉ cần để vào lối đi của chuột hoặc cửa hang, không cần dùng mồi, rất là tiện. Bây giờ không cần phải dùng mồi như cái mẫu bán nguyệt, bán nguyệt thì bên em cũng vẫn có cung cấp cho các bác mẫu bán nguyệt cỡ nhỡ và cỡ đại, có răng và không răng. Đấy, bên em cung cấp đầy đủ các mẫu size cạm nhé, cạm cũng có và bán nguyệt cũng có. Đấy, các bác muốn theo dõi em thì đăng ký kênh và nhấn vào quả chuông, bình luận thả tim thả like cho em để tiện theo dõi những video mà em đăng tải lên. Đấy, số điện thoại thì em ghi ở góc màn hình, các bác muốn mua size cạm nào thì cứ gọi điện cho bên em hoặc nhắn tin Zalo nhé, em sẽ tư vấn cụ thể cho các bác, hoặc có thể gửi hình để các bác có thể đặt hàng chuẩn hơn. Đấy. Cạm chín này thì từ nãy giờ em đã nói rồi, cạm rất là đảm bảo và hiệu quả. Thì một chiếc cạm chín này bên em đang đưa đến cho các bác là 8.000 nhé, 8.000 một chiếc, bên em ship từ 20 chiếc trở lên và miễn phí ship cho các bác từ 50 chiếc và tặng kèm cho các bác thêm thêm 2 chiếc. Đấy, nếu các bác mua 50 chiếc và giá giảm cho các bác khi các bác mua từ 100 chiếc trở lên là bên em sẽ giảm cho các bác là còn 7.000. Và các bác mua số lượng nhiều như chẳng hạn như 500 chiếc như cái đơn hàng này thì bên em cũng sẽ để cho các bác cái giá sẽ rẻ hơn nhé, giá rẻ hơn và tùy theo số lượng các bác đặt hàng. Cảm ơn các bác đã theo dõi em vào những video này nha, và những video sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.